Sau nhập ngũ tập 15, Diệu Nhi bật mốt thanh nữ Porero khi hành quân với tiếng hát át tiếng bom. Mặc dù vậy, Diệu Nhi vẫn thích tổ chức live show hát hò để cho quên đi nỗi sợ hành quân trong sau nhập ngũ. Tập 14 sau nhập ngũ 2020 khép lại khi cả lữ đoàn thực hiện nhiệm vụ hành quân. Tại đây, hàng loạt thử thách đã học sẽ được áp dụng triệt để, và đây cũng là thử thách mà các chiến sĩ mới sợ và muốn tránh né nhất có thể. 6 nữ chiến sĩ mới thực hiện hành trình hành quân cùng với sự giúp đỡ của tất cả mọi người trong lữ đoàn. Khi nào mệt lại có người hỗ trợ nâng ba lô để chạy cho kịp đoàn. Ở đây, không một ai bị bỏ lại phía sau. Cũng vì hành trình mệt mỏi, dài đằng đẵng và thường xuyên phải chạy gấp về ở phía xa, tiếng nổ dữ dội luôn xuất hiện, ở bất kỳ đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Thế nên các chiến sĩ luôn phải chủ động trong mọi tình huống, chạy gấp rút tìm nơi trú ẩn. Trong suốt chặng đường là tiếng hét vận động khẩn trương của mũi trường long. Nam Thư cũng phải hét lên, tôi chạy không nổi nữa rồi. Khi cả đoàn ẩn nấp, chị Đại lại tiếp tục dặn dò Khánh Vân, nếu có chạy, hãy chạy sau chị. Nhưng cô em dường như không hề nghe thấy, vụt chạy, bỏ lại sau lưng là tiếng hét lo lắng của người chị. Kỳ Duyên khẳng định, cũng vì được đi hành quân thế này nên cô cảm nhận được sự sôi sục trong lòng mình. Trong lúc dừng chân đi kiếm đồ ăn, Hậu Hoàng được giao đi hái măng. Cô giáo Yến đi kiếm củi, còn Diệu Nhi và Khánh Vân đi bắt cá. Lúc này, mùi hôi của nơi bắt cá sộc thẳng lên mũi, khiến cho thánh lời Diệu Nhi phải hét lên, em muốn ói quá, và khẳng định chuồng heo còn thơm hơn ở đây nữa. Vừa mới hôm qua còn không chịu được nhiệt của chuồng heo, nay Diệu Nhi đã phải thở than về nhiệm vụ bắt cá còn hôi hơn nhiều. Không những thế, cô nàng còn phải hét lên, đừng có gió mà, thúi quá. Hai chị em khẳng định buổi trưa sẽ chỉ ăn cơm trắng với nước mà không dám động đến cá mình bắt vì quá ám ảnh với mùi hôi ở đây. Trong lúc hành quân, Diệu Nhi được giao tịch thu súng của tên địch lại tiếp tục khiến mọi người cười ngặt nghẽo vì câu hỏi, thế có lấy luôn đồng hồ không anh? Quả nhiên, trong trường hợp nào, thánh lầy cũng có thể khiến mọi tình huống nguy hiểm thành trò cười. Trong suốt hành trình hành quân, các nữ chiến sĩ mới đã cất cao tiếng hát để mong mỏi át tiếng bom. Hậu Hoàng hóa thân thành chú bé loát chát, bắn giáp hệt như rapper chuyên nghiệp. Cô Giáo Yến vẫn luôn cất cao giọng ca thánh thót giữa rừng, xua đi mọi nỗi vất vả. Nhiệt huyết nhất chính là thánh nữ Borero Diệu Nhi với dự định mở live show, hết không thể cùng nhau xuất kiếp, đến em không sai chúng ta sai, đều được cô nàng thể hiện với vẻ tâm huyết. Tuy nhiên, mỗi lần thể hiện đều bị đồng chí tổ trưởng Doanh ngăn cản, nghiêm cấm không cho hát, thôi anh xin em, và yêu cầu đồng chí Nhi không hát nữa. Đến mức khi Dương Hoàng Yến nói, tiếng hát át tiếng bom, đồng chí Doanh còn khẳng định một cách phũ phàng, cái giọng hát của đồng chí Nhi không khác gì tiếng bom cả. Câu nói phũ phàng ngay lập tức khiến Diệu Nhi đang cất cao tiếng hát cũng phải tức quá mà phì cười. Cũng trong cuộc hành trình, Dương Hoàng Yến bất ngờ bị ngã quỵ, Khánh Vân khóc nức nở. Không biết rằng đã có chuyện gì xảy ra với các chiến sĩ mới. Đón xem tập 15 sau nhập ngũ 2020 do Viettel Media sản xuất và phát hành, phát sóng trên Quốc phòng Việt Nam vào thứ Bảy, Kel Movie, Mocha, YouTube vào Chủ nhật tuần này. Mũi Trường Long vừa đổi xì tai mới, netizen đã khăng khăng, chẳng phải copy Hậu Hoàng sao? Phong cách mới của Mũi Trường Long có phải được truyền cảm hứng từ Hậu Hoàng? Trong thời gian gần đây, fan sau nhập ngũ dễ dàng nhận ra sự thay đổi của Mũi Trường Long từ đồng chí chỉ huy nghiêm khắc đã lột xác thành thanh niên xì tin, trẻ trung khi xuất hiện cùng Hậu Hoàng và mọi người. Không những biết bắt trend cùng giới trẻ, Mũi Trường Long còn bắt đầu đổi phong cách, xuất hiện với hình tượng mới mẻ, được netizen ví như hot boy Hàn Quốc. Trong buổi họp mặt tiễn Dương Hoàng Yến về Hà Nội mới đây, đồng chí Mũi Trường diện trang phục tôn màu Beno, đội nón beret, đeo kính khiến ai cũng phải trầm trồ vì khu thời trang ấn tượng, xì tai mới trông trẻ ra vài tuổi. Tuy nhiên, khi nhìn Mũi Trường Long với phong cách mới, khán giả lại thấy có phần quen quen. Lục lại những hình ảnh trước đó mà Hậu Hoàng chia sẻ trên mạng xã hội mới thấy, thánh nhạc chế đã từng thử qua style thời trang này. Hậu Hoàng từng diện mũ beret, đeo kính gọng tròn. Đôi kính gọng tròn là bạn đồng hành quen thuộc của Hậu Hoàng trong các bức ảnh sống ảo. Chính vì thế, netizen cứ khăng khăng, phong cách mới của Mũi Trường Long được chính Hậu Hoàng truyền cảm hứng. Nếu như trước đó, Dương Hoàng Yến lần đầu tẩy tóc, đổi màu mới vì bị Hậu Hoàng rủ rê, chẳng phải Mũi Trường Long cũng đang dần lay style của thánh nhạc chế sao? Sau nhập ngũ 2020, đến lượt Khánh Vân khoe ảnh chảy ra chóc vầy, còn mỗi đầu là chưa băng bó. Nhìn những vết thương bầm tím, chằng chịt trên chân Khánh Vân, khán giả thì phát hoảng, còn cô nàng lại vô cùng tự hào. Sau nhập ngũ 2020 đã đi đến những ngày phát sóng cuối cùng, cũng đồng nghĩa với việc hành trình của cô gái khi nhập ngũ chuẩn bị kết thúc. Ở những ngày cuối, mức độ khó khăn, vất vả của các nhiệm vụ cũng được tăng lên hơn nhiều. Ví dụ như trong tập 14 vừa qua, cả 6 nữ chiến binh đều xuất phát vào rừng.
người thì làm thương binh để chờ đồng đội đưa về đơn vị, người thì vất vả mang trên mình chiếc ba lô siêu nặng và phải khiêng cáng đưa thương binh về. Tưởng đó sẽ là nhiệm vụ dễ ỏm, nhưng không, địa điểm hiểm trở, trơn trượt do mưa cùng với những món đồ với trọng lượng không hề nhẹ của những vật mang trên người, tay còn phải khiêng cáng, khiến các nữ chiến binh nhiều lần vấp ngã. Hậu quả là những đôi chân bầm tím, chầy chột đến thương. Tuy nhiên, các cô gái của chúng ta không hề lấy làm tự ti hay buồn bực vì điều này, mà còn rất tự hào bởi bản thân đã trở thành những người lính thực thụ, sẵn sàng lăn lê bò lết để hoàn thành nhiệm vụ. Mới đây, Khánh Vân đã chia sẻ thương thế của mình. Bên cạnh đôi tay băng bó vì chấn thương vẫn kéo dài dai dẳng khi đến gần hết chương trình, chân của cô nàng cũng bị băng lại và có nhiều vết bầm tím. Mặt khác, vì phơi nắng nhiều nên da của Khánh Vân bị sạm đi thấy rõ. Tay, chân không có nơi nào là không băng bó. Những vết bầm tím khiến người hâm mộ nhìn thôi cũng thấy sợ. Trên chân, nơi bị muỗi đốt, nơi để lại những vết bầm đen do va đập nhiều với đá, với đất cát. Khánh Vân hài hước nói, còn cái đầu là chưa băng bó thôi á. Ở trong quân đội thì đau thân thể, ra ngoài thì đau trái tim. Ý Khánh Vân là vì rời quân đội, xa các anh em chiến sĩ nên buồn đấy. Cô nàng chia sẻ thêm, mình biết là tụi mình tập huấn so với bộ đội thật sự thì vẫn chưa là gì, nhưng đối với tụi mình, đó là cả một sự nỗ lực và cố gắng rất nhiều.